nay ngày 3 tháng 8 2024, bữa nay mình có thành trình cái birthday của chị Messi. Con là người mẫu không bà con? Đồ ăn rất là nhiều mà con, đồ ăn bên kia rất là nhiều. Tất cả. Thì đó là chị áo trắng của chị Casey nha. Happy birthday chị. Mà con khách tới cũng rất là đông luôn. Thì chương trình chắc khoảng nửa tiếng nữa bắt đầu. Dạ. Đồ ăn thức uống rất là nhiều. Người đẹp không bà con? Bắt đầu đẹp quá. Khách khứa rất là đông rồi bà con. Ăn uống no no rồi. Chuẩn bị sắp bắt đầu bà con. Chủ sư đang đứng ở trong máy rồi. Nữ sư thanh sang đang đứng bên trong rồi bà con. Uống chắc là khách khứa rất là đông vui. Divine M Dance Studio bà con. Thì cũng có là tiệm tóc ở Brooklyn Westminster gần bên Bình Chạc Ali. Yeah.
Khách rất là đông mà con, khách có bạn bè tới rất là đông. Có 8 cô rồi thì dạ, chương trình sắp bắt đầu, xin ban nhạc lên sân khấu để mình chuẩn bị cho cái chương trình tối nay. Trước khi cái chương trình bắt đầu thì Jenny cũng xin nhắn lại với các bạn, các anh chị mà đã ghi danh hát giúp vui cho buổi demo. Thì Casey đã là người chuẩn bị cái list tất cả những bài hát này, và Jenny chỉ là người giới thiệu các anh chị em lên hát. Thành ra các anh chị đã có cái list rồi và biết cái bài nào mình hát lúc nào và chuẩn bị dùng cho Jenny nhé. Cảm ơn các anh chị. Thank you.
giữ sư Tinh Sang đang đứng trong máy mà. Và bây giờ tiệc mừng sinh nhật của Casey tổ chức tại Diva Ballroom Dancing Studio chính thức được bắt đầu. Xin mời quý vị một tràng pháo tay. Jenny, Nga rất hân hạnh được Casey bổ nhiệm cho cái chức vụ hôm nay để lên giúp cho Casey giới thiệu chương trình. Có lẽ đây là một lần đầu tiên Jenny làm MC, thành ra mình rất là vui. Thành ra xin các anh chị ủng hộ cho Jenny ạ. Yeah, cảm ơn chị rất là nhiều. Trong ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của Casey. Jenny Nga xin thành cảm ơn tất cả các anh chị hiện diện tại nơi đây đến chung vui với Casey. Một ngày rất là đẹp và dĩ nhiên là một ngày chắc có lẽ Casey sẽ không bao giờ quên được. Và xin mời Casey lên sân khấu để quý vị chào đón Casey ạ. Casey đang bận với gì rồi? Trong một cái buổi tiệc hôm nay thì Jenny rất là vui thấy được tất cả các anh chị em thương ở đây. Và dĩ nhiên trong một cái chương trình này có rất là nhiều ca sĩ với các bạn về tham dự. Và đặc biệt hello chị Hoa Hậu Tường Huy. Chị Hoa Hậu này mệt quá à. Một khán quý của anh chơi solo và violin. Là có DJ đó mà các DJ các anh chị tham gia hát nước mưa trong đêm nay thì xin các anh chị ở lại cho tới cuối cùng để mình tham dự cái buổi tiệc này cho trọn vẹn nhé. Có rất là nhiều một đặc sắc và các anh chị không thể nào bỏ qua được. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và bây giờ một người trọng đại nhất trong đêm nay mà mọi người đều muốn thấy mặt, không biết đâu rồi nhỉ? Xin các anh chị ở đằng sau có thấy người quan trọng đó ở đây không ạ? Người quan trọng đó là đang bận quay chụp hình. Không biết Casey Rồi, bây giờ nghe xin mời vũ quân của Casey và Casey lên sân khấu ạ. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Thank you tất cả các bạn đã đến đây với đại Casey. I'm very happy. I not expect too much people like that. And also, I just want you guys have fun as soon as you can because, you know, I just want people to have fun because, you know, even I'm 60, but I just think I'm just around 20. Then I think my friend the same like me. My friend here just 20 only too. Enjoy because I think I had a very good music, I had a very good DJ, and I had very good people here. Thank you so much for being here with us today. Rồi, dĩ nhiên là Casey quen một người rất quan trọng là phu quân của Casey đêm nay. Anh Phước là một người rất là bỏ công và chăm chút cho cô nàng từ đầu cho tới cuối. Xin quý vị cho phu quân của Casey một tràng pháo tay ạ. Jenny xin một vài lời để nói với những quý khách mà không có hiểu tiếng Việt thì cho Nga xin một chút xíu nhé, để Nga cảm ơn tất cả các quý khách đã đến tham dự hôm nay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome everyone to Diva's Ballroom Dancing Studio.
It is a great, great honor for me to be here to have Casey to celebrate this day. And of course, I want everyone to enjoy this night. And from what Casey told me, she really, really, really happy seeing everyone here tonight. And I hope everyone have a great, great time. Thank you for coming. Và bây giờ chương trình bắt đầu. Casey ơi, Casey cho nghe không? Một bài hát này và cái bài hát mở đầu chương trình hôm nay. Và đầu tiên là Nga xin giới thiệu một người chị của Casey sẽ như bài hát đầu tiên là chị Nga. Xin mời chị Nga lên sân khấu ạ. Xin quý vị cho chị Nga một tràng pháo tay. Lời mở màn đầu tiên, Nga xin chúc happy birthday Thanh, được một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Cảm ơn Thanh đã cho Nga có mặt hôm nay, và xin mời tất cả các bạn cùng nhận những điều nhạc cha 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 mềm lành thành. Rất là đông không bà con, bữa nay có nhiều chương trình lắm bà con. Hồi nãy thì có violin, bây giờ chút xíu giờ cạnh nhạc chút xíu nó có đi chơi là cái sáng đêm nay rồi mình ăn uống rồi nước ăn rồi lên